Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng dùng mã sản phẩm chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979637554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 14 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái bộ tượng Daruma bằng gỗ, nhìn rất là dễ thương và độc đáo. Cái này nó được tạo hình giống như những cái quân cờ trên cái bộ cờ vây, cái bàn cờ vây á anh chị, nhưng mà nó phong cách nó nhìn rất là hay. Sản phẩm này thì nó được chế tác thủ công rất là độc đáo. Tượng này cao 12 năm, dài là 10, rộng 7, mã sản phẩm H1 giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly trà gốm mộc rất là đẹp. Trên thân nó viết những cái bài thơ, bài thơ này nó được viết theo cái lối thư pháp cổ của Nhật. Cái này nó thuộc cái dòng gốm Hagi xưa rất là đẹp. Họa tiết này nó được vẽ tay, cốt dày nặng, cao 9, đường kính 7.5, mà sản phẩm H2 giá 60k. Này các anh chị làm cái ống bút, ống cắm bút cũng đẹp nữa. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái lục lạc, cái này lục lạc gốm nhưng mà cái này là cái cốt nó chắc anh chị và nó rất là đanh, nó giống như ngũ sắc vậy các anh chị. Tạo hình hai cái vị thần trong thất phúc thần, nhìn rất là dễ thương. Emisu, thằng này thằng Emisu, thằng bảo hộ cho nông nghiệp ngư nghiệp. Đây là ấn tượng của Kutani. Tượng này cao 7.5, dài 5.5, rộng 5, mã sản phẩm H3 giá 130k trên một tượng. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp ly phu thê này, hơi to hơn tí, thuộc cái dòng gốm Somayaki. Trong cái tiếng Nhật thì Soma có nghĩa là con ngựa. Đây là một cái dòng gốm đặc trưng của Nhật, nó được chế tác hai lớp. Ở phía trước này nó lộng hình những cái đóa hoa anh đào trên cái nền men rạng rất là đặc trưng của Nhật. Ly này cao 8, đường kính 6.5, mã sản phẩm H4 giá 350k trên cặp. Sản phẩm tiếp theo rất là độc đáo các anh chị. Một cái ly trà gốm, một cái ly trà gốm rất là đẹp. Nó độc đáo ở chỗ các anh chị nhìn thấy cái đáy của nó. Cái này bên ngoài nhìn nó độc đáo hơn trên hình rất là nhiều. Những cái ly này nè, ở Nhật thì nó cực kỳ đắt đỏ nha các anh chị, bởi vì nó là những cái sản phẩm, những cái tác phẩm, gọi là những cái tác phẩm thì nó đúng hơn. Do những cái nghệ nhân lão luyện, hoặc là những cái nghệ nhân có khi là những cái mẫu nhân vật sống quốc gia, hoặc là những cái người mà đứng đầu trong những cái gia tộc mà chế tác gốm lâu đời, chúng ta nhìn nó sần sùi nhưng lại tinh tế, thô nhưng lại rất là nghệ thuật. Chỉ những cái nghệ nhân lão làng mới tạo ra được những cái sản phẩm như thế này. Đây là một cái chén trà xưa, nó thuộc cái dòng gốm Sino men tuyết, rất là đẹp. Chén này nó đẹp nhất là cái phần nó phần đáy này là các anh chị. Đôi khi những cái sản phẩm của Nhật ấy, nó ẩn những cái vẻ đẹp rất là độc đáo. Chén này cao 7, đường kính 9, mà sản phẩm H5 giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái hộp pháp lam xưa rất là đẹp. Này là dòng pháp lam xưa nha các anh chị. Một cái hộp này để đựng trang sức ấy. Nó phủ men cả trong bên ngoài, ở này nó giống như cái ấn tiện như thế. Bốn cái dấu chấm đỏ đó là phủ men. Ở trên đây nó có 12 cái hoa văn tượng trưng cho 12 tháng. Chúng ta thấy những cái hoa văn đồng tiền này nè, là nó được làm từ những cái sợi đồng bé xíu. Nó đòi hỏi kỹ thuật rất là công phu, rất là hiếm gặp được cái hộp nó đẹp như thế này. Bên ngoài chúng ta nhìn thấy nó đẹp, cái này shop chưa có, không có đánh lên, đánh lên nó bóng, nó đẹp được. Nó cao là 2.7,
đường kính là 6, mà sản phẩm H6 giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình thủy tinh nhỏ rất là đẹp. Bình này có thể là nó đựng, các anh chị đựng, để đựng tinh dầu nước hoa rất là đẹp, nó được vẽ vàng, bên thân bên ngoài nó tạo hình rất là độc đáo. Đây nó có cái vết mẻ nhẹ đâu chỗ này nè, rất là khó thấy các anh chị, chỗ cái hoa văn này nè. Đây chỗ này nhìn chúng ta rất là khó phân biệt, rất là đẹp luôn. Cao là 7, đường kính miệng 2.5, mà sản phẩm H7 giá 70k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly, bằng ngọc các chị, ngọc nó được chế tác rất là mỏng các chị, nó mẫn gần bằng cái vỏ trứng đó. Này là cái màu đá tự nhiên, đây chúng ta thấy đưa lại gần nó thấu quang như thế này, nó phát sáng luôn các chị, chúng ta phải đưa xa xa, còn nếu chúng ta đưa gần đèn đó là nó phát sáng luôn, trong suốt luôn. Rất là đẹp, nó thấu qua như thế này. Đây là cái màu ngọc tự nhiên như các anh chị, chúng ta thấy từ một cái khối đá, khối ngọc tạo một cái ly như thế này là kỳ công. Cao 4.5, đường kính 6, mã sản phẩm 8 giá 500k. Cái này chúng ta chỉ tính riêng cái phần công thôi, giá này chưa bằng cái phần công của một cái người thợ làm một ngày. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng pha lê màu, nó tạo hình một cái con chim nhìn rất là dễ thương các chị. Tượng này khá to so với những cái dòng tượng pha lê. Pha lê màu là một trong những cái loại hình nghệ thuật cao cấp rồi các chị. Những cái pha lê này là nó được chế tác thủ công nha, nó được thổi thủ công. Đây nó còn cái hiệu tiếng Nhật luôn được các chị. Sơ ben, sơ băng. Tôi biết những cái thủ công pha lê thủ công đó, mà pha lê nghệ thuật đó, thì nó rất là đắt nha. Nếu mà các anh chị mà dọn những cái cửa hàng mà nhập khẩu pha lê cao cấp thì các anh chị sẽ thấy nó giá nó cực kỳ đắt đỏ, nó cao là 10.5, dài là 13 năm, rộng 8, mà sản phẩm H9 giá 650k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng Phật. Tượng Phật này bằng đồng các chị, cái màu ánh đồng rất là đẹp, màu ánh đồng rất là đẹp. Đây dưới này có tiếng Nhật các anh chị, nặng nha, tượng này nặng. Tượng này cao 7.5, dài 7, rộng 5, mã sản phẩm H10 giá 350k. Tiếp theo là một cái tượng Quan Âm rất là nhỏ. Tượng này nhỏ nhưng mà rất là đẹp các anh chị. Tượng nhỏ đẹp, tượng cũng bằng đồng, khuôn mặt rất là đẹp. Dáng rất là hay, phía sau có ký tự nữa các anh chị. Cao 7.5, rộng 4, mã sản phẩm H11 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chuông, bằng đồng. Chuông bằng đồng. Chuông này cao 4.5, đường kính là 8. Chuông này cái tiếng rất là vang các chị, cái cây viết được rồi. Do tiếng nó rất là trầm nha. Mã sản phẩm là H12 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng chó. Tượng này là những cái tượng trưng bày, nó tạo hình chó nhìn rất là hay. Tượng này bằng gốm, bên ngoài nó phủ cái màu vàng rất là đẹp các anh chị, cực kỳ đẹp. Tượng này là cao 15 năm, dài 17, rộng 8, mã sản phẩm H13 giá 150k.
Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng rồng bằng kim loại, tượng rồng cách điệu, tượng này bằng kim loại mạ vàng đó anh chị. Tượng này bằng kim loại mạ vàng. Rất là đẹp luôn. Tạo hình rồng cách điệu. Dưới này đúng là nó có cái vải nó bọc này nè. Nhưng mà chúng ta khỏi cần bọc cũng được. Tượng này là cao là 10.5, dài 13, rộng 5, mã sản phẩm H14, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng ếch bằng gốm, nhìn rất là dễ thương luôn, phủ men rạng, men celadon. Ếch thì khá to các anh chị, nhìn rất là dễ thương. Ếch gốm, celadon, cao 9, dài 10, rộng 10, dài 10.5, mã sản phẩm H15, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo rất là đặc biệt. Này là một cái bộ sơn mài xưa các anh chị, một cái bộ sơn mài truyền thống. Cái này mà là một cái bộ rượu nghi lễ. Nó gồm có một cái ấm, một cái đế và hai cái chén rượu như thế này. Cái này là nó bằng gỗ nha các anh chị. Cái này nó là cốt gỗ nha. Rất là nhiều anh chị, những cái nhà gốm đó, khó phân biệt cái này lắm. Cái này sở dĩ shop phân biệt được á, vì shop có cái kinh nghiệm đó, khui hàng và đã nhiều lần đó. Những cái sản phẩm này nè, chúng ta một đó là ở ngoài đó, chúng ta quan sát, hai đó chúng ta gõ, cái tiếng của nhựa và cái tiếng của gỗ nó trầm khác nhau. Thứ hai nữa là gỗ đó nó sẽ dày hơn, những cái ấm gỗ nó dày và chúng ta dễ dàng phân biệt là bởi những cái cạnh của nó đó là bằng nhựa đó thì nó sẽ bén. Ở đây cái ấm này là nó được chế tác hoàn toàn từ gỗ. Những cái sản phẩm này ở Nhật nó rất đắt đỏ nha các anh chị, bởi vì nó được chế tác hoàn toàn thủ công. Chúng ta thấy là cái thân này nè, cái quai này nó liền thân. Để chế tác những cái sản phẩm này là phải rất là nhiều công phu. Từ cái khối gỗ tạo thành cái ấm, sau đó phải phủ nhiều cái lớp sơn lên. Và cuối cùng là sơn son thiếp vàng lên những cái họa tiết. Ở đây vẽ ngài Daruma, tổ sư Đạt Ma đó. Ấm này nó có chân luôn nè. Ở trong lòng nó phủ cái son nha các anh chị. Cái này là những cái chất liệu hoàn toàn tự nhiên nha. Cái ấm này là 250ml nè, cái dung tích của nó. Chén này cũng bằng gỗ luôn các anh chị. Đây, chén này cũng bằng gỗ, cũng vẽ ngài Daruma, vẽ một cái chén này vẽ vàng, chén này vẽ bạc, kiểu mà sơn son thiếp vàng. Cái đế này cũng bằng gỗ luôn các chị, cái đế này cũng bằng gỗ luôn, rất là công phu. Cũng vẽ ngài Daruma, mã sản phẩm H16, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm rượu, một cái ấm rượu bằng gốm rất là đẹp, gốm mộc. Nó thuộc cái dòng gốm Hagi. Trên cái thân của ấm này thì nó vẽ chủ đề là tùng trúc đào, tức là tế hàng tam hữu, ba cái loại cây sinh trưởng mạnh mẽ cho trong cái thời tiết khắc nghiệt, thể hiện cho cái sự kiên cường, hàm ý là cái sự kiên cường vượt khó. Cái ấm này là cái quai liền thân và quai xoắn. Ở trên nắp thì được phủ vàng, họa tiết trên thân được vẽ tay. Cái vòi này cũng được mạ vàng các chị, ấm này còn mới nguyên luôn, còn cái nhãn của cái nghệ nhân. Nhưng cái ấm này thì trên cái phần vòi của nó đó, nó bị mẻ như thế này, nhưng mà nó vẫn đảm bảo cái công năng cũng như là cái tính thẩm mỹ. Những cái quỳ liền quai liền như thế này sở dĩ nó khó là ở chỗ đó, những cái quai này chúng ta thấy nếu mà nghệ nhân là không có kinh nghiệm đó, khi đun gốm đó, đun quá trình đun những cái quai này nếu mà không biết xử lý, hoặc là những cái nghệ nhân không đủ kinh nghiệm, nó sẽ bị vỡ hoặc là gãy những cái vai đó. Cái ấm này dung tích khoảng 350ml. Đây là cái ấn truyện của nghệ nhân. Truyện này truyện đẹp, truyện uy tín đó. Mà sản phẩm là H17 với 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là tượng gỗ
Đây là một cái tượng làm từ gỗ nguyên khối, tạo hình ngày Daruma, tức là ngày Đạt Ma, vị tổ sư thứ nhất của Thiền Tông. Này được điêu khắc lên trên chị, tượng này được điêu khắc hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn thủ công. Cái này là những cái đường giống như rạn tự nhiên của gỗ. Tượng này cao là 13, rộng là 10.5, mã sản phẩm H18, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo rất là đặc biệt nha, rất là đặc biệt. Đây nó như thế này, đây là hai cái mộc, hai cái triển của anh chị. Hai cái triển này nó bằng gỗ nha, gỗ này rất là đẹp anh chị, cái vân gỗ rất là đẹp, cái màu gỗ ở bên ngoài nó không có vàng như thế này nha, cái màu bên ngoài nó nhạt hơn, nó trầm tí do cái ánh sáng đèn cùng với cái độ bóng làm cho cái màu nó lợt tí. Những cái triển này nó rất là công phu các anh chị, nó được điêu khắc hoàn toàn thủ công. Đây, để tạo ra những cái triển này là phải những cái nghệ nhân kỳ cựu. Nếu mà các anh chị mà cái tiền mà thuê những cái nghệ nhân này mà tạo ra cái chuyện như thế này thì rất là kỳ cụ kỳ công nha. Ở đây nó có cả cái nắp bằng gỗ này các anh chị, cực kỳ khích luôn, bằng gỗ luôn nhưng mà nó rất là khích các anh chị, kỳ công á. Đây chúng ta thấy nè, những cái chi tiết vô cùng công phu luôn. Chuyện này dạng cũng là chuyện to nè các anh chị, dài là 6.5, đường kính 2, chuyện này dài 6, đường kính 2, mà sản phẩm là H19, giá 300k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu gỗ, một cái chậu gỗ, gỗ tự nhiên nguyên khối đó chị. Trên thân là khắc hình cái đó hoa lan rất là tinh tế, thì được khắc đó hoa lan rất là tinh tế, gỗ tự nhiên nguyên khối vậy đó anh chị. Cao 8, đường kính thân là 21, đường kính miệng là 19, mã sản phẩm là H20, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái dĩa gỗ, cái gỗ cái an cũng được, cái dầm cũng được, dầm trà cũng gỗ tự nhiên luôn các chị, rất là dày nha. Cao 4.5, đường kính thân 24, đường kính miệng 21, và sản phẩm H15, H21, giá 150k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái bình này là hai cái bình bơm rượu các chị, hai cái bình đựng rượu. Hai cái bình này đựng rượu, cái chức năng của nó đó là khi các anh chị nhấn hướng như thế này nè là rượu nó sẽ chảy ra, nó bơm tự động đó các anh chị. Đây nó bơm tự động, cái này nó là của thương hiệu Hario nha, Hario, một cái thương hiệu hàng đầu về chế tác thủy tinh, một cái thương hiệu rất là nổi tiếng về chế tác thủy tinh các anh chị. Cái bình này nó dung tích nó khoảng chắc khoảng lít rưỡi, 2 lít, lít rưỡi, mã sản phẩm là H22, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà Tetsubin, ấm trà Tetsubin, ấm này dung tích là 250ml, trên thân nó chạm nổi chữ thọ, thọ lớn, những cái chữ thọ nhỏ nữa nè. Đây nó có triện nữa các anh chị, mã sản phẩm là H23, giá 550k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa, một cái bình
bình hoa gướm các anh chị. Này nó còn nguyên hộp như thế này, còn nguyên cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ này là cái nắp trượt nha các anh chị. Đây, nắp trượt. Trên cái hộp gỗ này nó có cái ký tự ấn triện của nghệ nhân luôn. Trên cái bình hoa này nó cũng còn các anh chị, ký tự trên cái nhãn và cái hộp gỗ nó hoàn toàn giống nhau. Cái bình này dán cao thanh, bình này bên ngoài dán cao nha, rất là thanh. Trên thân nó vẽ hoa và tiết này nó được vẽ tay. Cốt dày rất là nặng. Cái men này giống như men Celadon nha các anh chị. Này các anh chị trưng bày nó mang phong cách cổ điển, nó cao rất là cao nha, cao 29 năm á. Đường kính miệng là 5. Vòng thân 29, mã sản phẩm H24, giá 380k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bát. Cái bát này các anh chị, bát này dạng bát to các anh chị. Thường cái bát này là ở Nhật là cái size to nhất. Bát này bằng đồng nha. Bát bằng đồng. Đồng xưa của Nhật rất là đẹp nè. Cái chân nó đúc liền nguyên thân nha các anh chị, đúc liền thân luôn. Cốt dày nặng nha. Cái lớp này nó chống oxy hóa cực tốt. Cái cao là 8.5, đường kính miệng 11 năm, đường kính thân là 12, mã sản phẩm H25, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là cái này, nó giống như cái này, thật ra nó là một cây gối nè các anh chị. Một cây gối. Cây gối bằng sứ, gối Celadon xưa nè, gối men ngọc Celadon xưa. Nhìn rất là độc đáo các anh chị. Dạng gối xưa. Trên thân nó có cái ký tự. Gói này cái dáng độc đáo khá lạ nè. Rất là độc đáo. Gói này nó cao là 9, dài 18 năm, rộng 11, mã sản phẩm H26, giá 450k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái đỉnh. Một cái đỉnh đốt trầm. Một cái đỉnh đốt trầm men ngọc Celadon. Trên thân á, nắm ở trên nó tạo hình rồng. Thân này nó chạm nổi hình mây và cái đuôi rồng. Ở trên trên đầu là cái đầu rồng. Đây, móng rồi các anh chị. Ở trong lòng là nó có cái lỗ này nè, để các anh chị có thể là để cái trầm mà trầm cây đó, cắm cái trầm trầm cây luôn. Trầm nụ trầm cây. Chân quỳ nó tạo hình hổ phù các anh chị, rất là đẹp. Celadon. Nó cao là 10.5. Rộng là 10.5, mã sản phẩm H27, giá 350k. Sản phẩm tiếp theo là một cái ấm trà. Một cái ấm trà. Ấm này ấm to các anh chị. Ấm này nó mang cái phong cách cổ điển của châu Âu nè, phong cách cổ điển vintage. Nắp này nó tạo hình một cái đó hoa, một cái nụ hoa. Nụ hoa. Hoa tím nha. Cái ấm này nó của Noritak. Noritake đó. Noritak. Cái ấm này cái quai nó được chạm nổi hoa văn. Họa tiết là hoa tím. Đây, cái dòng này là cái chuyện này là cái chuyện được sản xuất vào những cái thập niên từ thập niên 40 tới thập niên 60. Những năm 1940 đến những năm 1960. Ấm này là cái phong cách phiên bản xưa các anh chị. Thường những ấm này ở trong này nó có cái chấu như thế này, cho nên các anh chị khi chúng ta lấy chúng ta cẩn thận. Đúng rồi, chúng ta lấy chúng ta phải nghiêng cái nắp ấm. Bởi vì khi chúng ta dở lên gì nó sẽ có cái máu gì nè. Để cái tác dụng của cái máu đó đó, khi các anh chị mà chúng ta rót như thế này, cái nắp nó không rớt ra. Cái lớp viền vàng trên cái ấm này nó phai nhẹ nha, cho nó là cái ấm xưa. Cái này thì lớp xốp chưa có rửa nè, ở trong lòng nè. Nó có cái lọc nha.
Ấm này dung tích nó khoảng lít. Ấm này cao, to, dáng đẹp. Tổng chiều cao của nó là 18, mã sản phẩm H28 giá 650k. Những cái bộ trà to như thế, những ấm trà to như thế nó rất là đắt đỏ. Sản phẩm tiếp theo siêu khủng các anh chị, một cái bình hoa siêu to khổng lồ, bình hoa xưa. Cái bình hoa xưa siêu to khổng lồ các anh chị. Bình này rất là to, cái bình này các anh chị cắm đào, cắm lê, cắm mặn cực kỳ đẹp. Và cái điểm độc đáo đó là cái men ở trên cái bình này nè, là men kiểu thiên mục long thỏ. Thay vì cái màu thí hồng màu đỏ đó thì ở đây nó giống như kiểu thí hồng, nhưng mà nó là cái màu xanh. Cái màu xanh này hiếm gặp nữa các chị. Nó như những cái lượng sóng đó, những cái lớp sóng nó chồng lên nhau. Cái bình này nè, cái kiểu men của nó giống như những cái lớp sóng mà nó chồng lên nhau. Chúng ta nhìn vào giống như những cái lớp sóng nó chồng lên nhau, nhìn rất là độc đáo. Từ cái màu men cho tới cái kiểu men đó, bình này nè. Bình này là bình xưa nha, bình này sâu tuổi lắm đó. Rất là to, kiếm gặp cái bình to như thế này nè. Bình này bán giống như lẩu vốn, nặng khủng khiếp lắm các chị. Cực kỳ độc đáo. Đây, đáy nó có cái ký tự như thế này các anh chị, ký tự đáy rất là dài nha. Ở đây chúng ta thấy là những cái giống như kiểu nó mẻ khờn nhẹ thôi, không ảnh hưởng gì cả. Bình này nặng khủng khiếp lắm các anh chị. Đặt lại đi. Ở trên là cái màu ánh tím, trên chỗ này là cái màu ánh tím. Bình này siêu to, cao là 31, đường kính miệng 15. Dòng thân của nó là 82 năm, mã sản phẩm H29 giá 1.150.000. Phiên bán hàng của ngày 15 tháng 8 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.